Xin chào những người bạn tuyệt vời đang đồng hành cùng tiệm Radio Mẹ Tóc trên hành trình với cuốn Nhật ký tặng Thùy Trâm. Nếu yêu mến những video của Mẹ Tóc, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh tiệm Radio Mẹ Tóc bạn nhé. Hôm nay Mẹ Tóc tiếp tục phần tiếp với cuốn Nhật ký tặng Thùy Trâm. Ngày 20 tháng 10 năm 69. Rất lâu rồi không ghi nhật ký. Cuộc sống lẽ nào lại để mất dần những suy tư của một con người biết suy nghĩ hay sao? Không, mình không muốn như vậy. Nhưng công việc đè nặng lên mình, và hàng ngày từng cái chết đau xót của anh em đồng chí làm mình quên đi những cái gì thuộc về bản thân mình. Nhưng quyển nhật ký này đâu phải chỉ là cuộc sống của riêng mình, mà nó phải là những trang ghi lại những mảnh đời rực lửa, chiến đấu và chồng chất đau thương của những con người gang thép trên mảnh đất miền Nam này. Anh Tám Vinh đã chết rồi. Anh Tám ơi, em không bao giờ quên anh, người nông dân chất phác, cần cù, thương vợ, thương con và thương bạn bè đồng chí mình với tình thương vô hạn. Những đêm khuya khi mình ngon giấc, anh lục đục chui trong bụi tre mở nắp công sự, múc từng gầu nước để ngày mai nếu mình có xuống ở đỡ bị lạnh. Và anh cũng đã nhường những chiếc cộng sự không ngập để anh ra ở những chỗ công sự đầy nước và khó khăn. Anh chết rồi ư anh Vinh? Không, anh vẫn còn sống, người anh cần cù giản dị rất đỗi mến phục của tôi. Ngày 21 tháng 10 năm 69. Tình hình căng thẳng gần đến mức chót. Ở mộ Đức, xe dù đã cày xới hết xóm thôn, dân bật chạy, cán bộ hy sinh do địch càn đè bẹp ủi sập cả công sự. Ngồi nghe anh nói với mình mà không khỏi lo âu. Và mình cũng đã đọc thấy nỗi lo âu còn nặng nề gấp bội toát lên trong đôi mắt đen, linh hoạt và sâu thẳm suy nghĩ của người anh thân quý của mình. Càng gần, anh càng cảm thấy tình anh em thêm mặn mà gắn bó. Mặc dù những lần gặp gỡ anh em chỉ chào nhau bằng một câu hỏi qua loa, hoặc có hơn chút nào là những câu chuyện xoay quanh vấn đề công tác. Qua những người khác, mình biết anh quan tâm và lo lắng cho mình nhiều, nhưng làm sao để nói hết cùng anh nỗi nhớ thương mong đợi khi xa anh, và làm sao để hiểu được với mình anh cũng đã nhớ thương như vậy. Anh Tân ơi, anh là người anh thân thiết của em, nhưng sao em vẫn thấy anh xa lạ? Phải chăng là vì bức tường nào đó đã ngăn cách anh em mình? Ngày 25 tháng 10 năm 69. Chắc khó ai tưởng tượng được nơi này là nơi làm việc và nghỉ ngơi của một người có trách nhiệm quan trọng bậc nhất trong huyện. Đó là một căn nhà rột nát bỏ hoang. Căn nhà còn một hầm pháo nguyên vẹn, vì sợ bị lộ nên không dám quét dọn, vẫn phải để nguyên rác rưởi. Đêm nào nằm, muỗi vo ve bên tai và những hạt đất rơi lả tả qua các kẽ gỗ làm mọi người ngủ không ngon giấc. Du Quang là một thôn giàu có và xinh đẹp của xã Phổ Quang, một xã giàu có ven biển Đức Phổ. Bây giờ ai đến Du Quang chỉ còn nhận ra cái chủ phú của thôn này qua những chiếc hầm pháo. Hầm pháo ở đây xây rất lớn và rất quy mô, lát xung quanh bằng những cột gỗ láng bóng của những ngôi nhà lớn đã bị sập. Trong hầm những bộ ván dày sắp đàng hoàng, rộng có thể du trú hàng 30-40 người. Chiều chiều ăn cơm xong, mọi người thủ thế lên miệng hầm để phòng dọ đến phóng lựu đạn, đề phòng đạn thẳng bắn từ bên núi vàng sang. Dê ca và pháo, cuộc sống thu gọn gần dần đến mức tối thiểu. Hàng trăm cái nguy hiểm đang đe dọa quanh mình. Ngày 30 tháng 10 năm 69, trời làm lụt, nước mênh mông phủ kín đồng ruộng và xóm làng những nơi thấp. Mỹ đổ quân từ sáng hôm qua, sáng nay dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị đề phòng địch tập kích. Trời vẫn mưa tầm tã.
7 giờ sáng, Mỹ bắt đầu đi càn. Bọn mình xuống cộng sự. Chiếc cộng sự xây theo kiểu hầm pháo, khá quy mô, nhưng đã lâu ngày nên hai lỗ hơi bít bắt. Lẽ ra chỉ có mình và anh Kỳ ở, nhưng như vậy cảm thấy khá khó. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra nên mình đề nghị tám cùng ở. Xuống cộng sự hơn 1 giờ, nước bắt đầu dâng lên và mặt nước dâng lên rất nhanh, phút chốc đã gần đến ngực. Lạnh run làm mình không chịu nổi. Không rõ Mỹ ở đâu, nhưng bọn mình quyết định đội nắp chui vào bụi ngồi. Đến trưa, thấy Tâm và Đi xách súng vô tìm, dẫn chạy. Không còn chiếc cộng sự nào ở được cả. Cái nào cũng lút nước, mà không rõ Mỹ ở đâu. Mọi người đều ở nhà của Tâm, ai nấy đều ướt sũng và lạnh cóng run bần bật. Vậy mà mình cũng chẳng thấy vui. Có đi làm cách mạng mới có cảnh này, và những nụ cười vẫn nở trên những đôi môi tái nhợt của mọi người. Hàng loạt đài điện và đồng hồ được đem bếp hơ lửa, vì cái nào cái nấy đều đã uống nước no say. Ngày 1 tháng 11 năm 69, đêm qua đường, tình hình đường đã căng hơn dây đàn. Nước lụt mênh mông và địch ở dày trên đường cái, nhưng khó khăn nào cũng không ngăn nổi. Anh Tân quyết định đi lên và mình cũng quyết định đi cùng, dù khó khăn đến mức nào. Cơ quan mình còn 3 người nhưng cũng không thể đi hết vì điều kiện không cho phép. 5 giờ chiều, mình theo anh Tân ra bến đò. Đường đi ra những thôn bị địch ủi lên, cây cối nhà cửa ngổn ngang, lác đác còn vài cái nhà. Những người dân nháo nhác chạy càn, từng gánh lúa bó củi, xong nồi gồng gánh chạy đi. Quang cảnh buồn đến thấm nước mắt. Đến bến đò chỉ còn một chiếc ghe duy nhất. Người đi những 15 người, phải quyết định để bớt lại chỉ đi một nửa. Ngoài số trinh sát chỉ còn lại 3 người, anh Tân, Kính và mình. Đoàn người lặng lẽ ra đi, bước chân rón rén qua từng mép ruộng, từng bờ gai. Khi qua chiếc cống gầm xuống đường quốc lộ, mình có cảm giác như Ma Di Uýt đang đi dưới cống hầm của Paris. Mình không hề thấy sợ, nhưng hình như đó là bản tính mình rồi. Đi trước mình, anh Tân thường quay lại. Chắc lúc nào anh cũng chỉ thấy sau lưng anh một nụ cười và một đôi mắt tò mò nhìn vào những ngọn đèn sáng rực trong đồn địch. Anh Năm của em ơi, em muốn giữ trọn niềm vui, niềm tin tưởng dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Đêm nay em qua đường em cũng thấy vui vì có anh đang cùng em vượt qua mọi gian khổ. Có anh dìu em qua những chỗ gay go. Đến địa điểm lúc 23 giờ, chia tay anh Tân, anh đi bình an và mau về nghe anh, người anh thân thương rất đỗi. Ngày 5 tháng 11 năm 69, trời vẫn mưa gió. Sống ở đây trong một ngôi nhà chưa có dấu vết chiến tranh mà mình vẫn không thấy ấm áp. Mặc dầu mình đang sống giữa một gia đình đông đúc yên vui, ngồi trên chiếc phản kê giữa nhà, mâm cơm nghi ngút lên khói, mình nghĩ đến mọi người. Cũng giờ này giữa gió mưa lạnh lẽo, anh đang trên đường đi sau anh Năm. Gió lạnh lùa qua chiếc áo ướt, chắc làm anh khẽ run. Ước gì tình thương của đứa em gái này là một ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Cũng giờ này trong cánh Năm xa xôi, nơi mảnh đất đang lan tràn lửa khói, em tôi ở đâu? Dưới chiếc công sự nước non lõm bõm hay trong rừng? Xa em mỗi ngày thêm một quãng đường xa, nhớ thương chị cũng đành nén lại. Và cũng giờ này bao đêm gia đình không nhà không cửa, con cháu nheo nhóc ở vào đâu? Ôi, giặc Mỹ cuồng bạo, tội ác của chúng bay đã chất đầy như núi. Còn sống ngày nào tao thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để trả được mối thù vạn kiếp đó. Ngày 12 tháng 11 năm 69, trở về với núi rừng sau 3 tháng trời long đất vất vả lăn lộn với kẻ thù. Ra đi lòng thương xót khi nhìn lại đồng bằng,
Những xã thôn đã nuôi mình trong những ngày qua giờ đây đang bị quân thù chà đạp. Chúng đã san bằng từ Đức Phong đến tận núi Cửa. Đứng ở đầu Hội An có thể nhìn thấu đến bờ biển Mỹ Á. Chao ôi, đau xót đến chừng nào. Những người còn lại lang thang không cửa, không nhà. Họ không thể rời bỏ quê hương, dù đó chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn, cây cú đổ rạp dưới bánh xe ủi. Vì họ còn ruột già gắn bó với cách mạng, những người vợ chiều chiều gồng gánh trở về trên luồng đất ngổn ngang, cố nấu nồi cơm cho chồng về ăn một miếng no lòng. Những người mẹ già lụi cụi mang cơm cho từng đứa con, ướt đẫm vườn núp dưới bờ sông về. Ngày 23 tháng 11 năm 69, hôm nay là ngày sinh của Phương. Em ơi, không phải chị nhớ em và ngày sinh của em vì ngọn gió lạnh và mưa phùn từ phương Bắc thổi về gây nên cái lạnh giữa núi rừng này đâu. Bao giờ cũng vậy, giữa hoàn cảnh nào cũng vậy, chị cũng vẫn giữ trọn trong lòng những kỷ niệm êm ấm của gia đình ta. Nhớ sao những ngày chủ nhật, những ngày kỷ niệm sinh nhật nhà mình đông vui bè bạn đến chúc mừng và những bữa liên hoan đậm đà ấm cúng. Hôm nay cũng là chủ nhật, em tôi làm gì để kỷ niệm ngày sinh của chính mình? Chắc chắn rằng em sẽ nhớ đến chị. Trong niềm vui em để một chút nhớ thương cho người chị nơi xa. Em tôi không thể nào tưởng tượng được ngày này chị đã làm gì. Ngày này ư, sáng ra vác dựa đi làm, buổi trưa xách thuốc trong vai, theo hai chú dẫn đường đi thăm bệnh cho một đồng chí cán bộ. Trên đường đi gặp những người bộ đội, chị đã ngập ngừng đứng lại bên người bạn đồng hương mà không biết nói gì. Họ đang bẻ măng nứa, nước da xanh tái nói với chị rằng họ đã bị đói và sốt rét lâu ngày. Cuộc kháng chiến vĩ đại này viết bằng xương máu và tuổi xuân của bao người, em có biết thế không em? Ngày 26 tháng 11 năm 69, thêm một tuổi đời, thêm một năm lửa khói trên chiến trường miền Nam gian khổ. Chúc Thủy vững bước trên con đường vinh quang mà Thủy đã chọn. Thủy ơi, Thủy không buồn khi lễ kỷ niệm sinh nhật của Thủy chỉ có lá rừng ướt đẫm trong mưa rào rạt khẽ nói với Thủy những lời thân mến. Thủy không buồn khi bản nhạc rừng Thủy hôm nay chỉ có dòng suối ào ào tuôn nước về xuôi và căn phòng mà Thủy đang ngồi để ghi lên trang vở đời của mình thêm một trang mới, chính là chiếc hầm chật chội ướt át này. Thủy không buồn vì sau này mở lại những trang sổ này, Thủy sẽ tự hào về những năm tuổi trẻ của mình. Ở đây, Thủy không có những giây phút ấm áp giữa bạn bè bên lọ hoa nhỏ với những bông hồng thơm ngát để trên bàn. Ở đây, Thủy không có cái hạnh phúc đi cạnh người yêu trên con đường vắng. Khi ánh chiều tím dần trong buổi hoàng hôn, ở đây Thủy thiếu nhiều nhưng cũng rất đầy đủ. Cho nên Thủy hãy cười đi, hãy vui lên khi vở đời nửa sang một trang mới đầy vinh quang đẹp đẽ. Bệnh xá chưa làm xong đã lại di chuyển. Có một thằng đã biết chỗ mình ở chạy theo địch, lại vác ba lô lên để tìm địa điểm mới. Mình trở về cánh Nam, tạm biệt cánh Bắc, ra đi không mấy lưu luyến mà chỉ thấy lòng nặng những lo âu. Địch đang tập trung đánh phá cánh Bắc của cái huyện đầu sóng ngọn gió này. Chúc các đồng chí ở lại kiên cường, trụ bám chiến đấu để giành lại những ngày êm đềm tươi vui trên mảnh đất trù phú xinh đẹp này. Ngày 30 tháng 11 năm 69, đường hành quân bao giờ cũng gian khổ, nhất là đi công tác trên cái chiến trường Mỹ đóng quân này. Qua Phổ Nhơn, không một bóng người, những ngôi nhà trơ trụi với những chiếc cột cháy dở, trông như những bóng ma. Không hiểu sao, mình cảm thấy thương và nhớ anh Năm lạ lùng. Quê anh đây sao anh Năm? Quê anh sao điêu tàn quá anh? Những mảnh vườn hoang với những bông hoa bách nhật màu tím đậm gợi cho người ta những cảm giác bồi hồi nhớ tiếc. Mình ngắt mấy nhánh hoa, không hiểu để làm gì, mà cầm theo mãi cho đến khi lội qua sông bến bè mới chịu để trôi.
Không quên đâu, người bạn đường với những kỷ niệm đơn sơ mà đậm nét. Ngày 1 tháng 12 năm 69, trở lại Phổ Cường, bồi hồi xúc động khi gặp lại những người quen biết. Vẫn như ngày nào, quê hương Phổ Cường vẫn đông vui và những người quen nồng hậu đón mình với tất cả mến thương. Bao giờ cũng vậy, bao giờ mình cũng có cảm giác như một đứa con xa nhà, lâu ngày mới trở lại nhà để được sống giữa tình thương của gia đình. Ngày 2 tháng 12 năm 69, gặp lại em, chị hình dung như giờ phút gặp nhau em sẽ gục đầu trong tay chị, nức nở khóc. Và chị cũng nghẹn lời khi bước vào ngôi nhà cũ và mà vắng bóng em nhiều. Nhưng nào hiểu vì sao gặp nhau, chị em đều cười vui, sung sướng biết bao khi được về sống trong tình thương tha thiết của em. Những ngày sống ở cánh Bắc, chị khó mà tưởng được có lúc đó lại được nhìn đôi mắt long lanh của em. Khó mà tưởng được lúc nào lại được cầm tay em và vuốt ve mái tóc em. Hôm nay lại có ngày đó, bên em có cả Thường, mấy chị em mình đã sống những ngày ấm áp vô cùng. Tình thương cách mạng đã sưởi ấm trái tim tôi. Tôi không còn thấy lạnh, mặc dù gió lạnh đang về và mưa phùn đang rắc đều trên khắp xóm thôn. Ngày mai lên đường, hẹn ngày gặp lại những người thân yêu và gặp lại em, nghe em của tôi. Ngày 3 tháng 12 năm 69, đêm lạnh, gió đông bắc từng cơn thổi về làm mình lạnh tê người. Chạy đến bên em, mình khẽ run vì lạnh, và mình đã ấm lại nhờ em đem tấm dù choàng lên vai mình, và bàn tay em nắm chặt tay mình tha thiết thương yêu. Chưa đến giờ đi, mình ngồi lán lại một thời gian ngắn, nhưng thời gian không chiều mình. 4 giờ kém 15, mình và Thường khoác ba lô lên vai em tiễn mình đi cho đến tận chỗ tập trung. Giây phút chia tay, mình nhìn thấy em trong đôi mắt đen người ấy một nỗi nhớ thương kỳ lạ. Mình đã chia tay em như chia tay một người thân yêu ruột thịt. Bao giờ gặp lại em đây? Có phải lửa khói chiến tranh đã làm nước mắt mình khô cạn? Trước đây, một câu chuyện đau buồn trong một cuốn phim có thể làm mình giàn giụa nước mắt, thì bây giờ mình có thể cắn môi đứng lặng yên trong một buổi chia tay mà người đi, kẻ ở đều không hiểu ai còn ai mất sau buổi chia tay ấy. Và chiều nay đứng trước nấm mộ em nhiều, đau thương đến rớm máu trong lòng, vậy mà mình chỉ rưng rưng nước mắt. Nấm mộ nằm ngay bên kia đường, vòng hoa chưa tàn, em đã chết hơn 100 ngày, mà tưởng như đứa em nhỏ dại ấy mới ngã xuống. Đốt một nắm hương cắm trên nấm mộ em mà mình nghẹn ngào không biết nói gì với người đã chết. Nhiều ơi, em đã chết như một chiến sĩ kiên cường, mà cuộc đời em là bài ca cho những người còn sống ca ngợi. Nhiều ơi, em chết đi giữa tuổi xanh ngát ước mơ, giữa tình yêu đang nở thắm. Chị và những người thân của em chỉ biết hứa với em rằng sẽ tiếp tục chiến đấu để trả thù cho em. Ngày 4 tháng 12 năm 69, gặp lại Vân, hai đứa ôm nhau với mình. Cảm động xiết bao khi thấy đôi mắt người bạn gái long lanh nước mắt. Mình đã trở về trong vòng tay của chị hai, của anh Kỳ, của những người đồng đội mến thương. Và những ngày êm ấm trong căn nhà nhỏ đã đến bù lại những ngày gian khổ vừa qua. Quyển 2, năm 1970. Ngày 31 tháng 12 năm 69, đêm giao thừa của năm 1969, bọn mình hành quân trên đường về trạm cũ. Buổi chia tay với những người quen và người thân trên đất Phổ Khánh để lại trong lòng mình bao kỷ niệm khó quên. Cách đây gần một tháng, mình từ cánh Bắc trở về sau hơn 2 năm xa cách. Người quen đầu tiên ôm mình trong vòng tay siết chặt và nước mắt rưng rưng là Vân.
người bạn gái thủy chung ấy đã thương yêu mình như một người ruột thịt. Biết lấy gì đền đáp lại những ân tình ấy hở Vân? Đêm nay lại ra đi, chân bước trên những con đường quen thuộc đầy gai lưỡi hùng, mà mình miên man suy nghĩ. Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt, cái chết gần một bên. Mới hôm nào đây chỉ chậm vài phút là mình, một là chết, hai là nằm trong nhà tù của địch. Chỉ còn cách chúng ta không đầy 20 mét, bọn mình mới chạy. May mà cán bộ và thương binh khỏi ai sao hết. Chỉ có điều mình hết sạch toàn bộ ba lô, chỉ còn lại chiếc sách nhỏ gồm một bộ chuyên dụng chuyên môn và một chiếc đài. Một đêm ngủ rừng và một ngày vượt núi, bọn mình đã đến chỗ của dân và cán bộ Phủ Khánh. Ở đó bọn mình sống rất tình thương của mọi người. Cái gia đình anh Bốn, Trìu với những cái Hơn, Long, Ba, Đức ấy đã nâng niu chiều chuộng mình. Ở đó có Hoan, có Tổng, có anh Xu, những người cán bộ giàu tình thương và tế nhị. Chiều nay ra đi, những người quen đưa mình trên một đoạn đường dài. Bao giờ mới trở lại đây để lại ngồi trên chiếc ghe qua đầm An Khê lộng gió. Chào Phổ Khánh thân yêu, chào Vân, hẹn ngày sum họp. Ngày 1 tháng 1 năm 70, thêm một tuổi đời. Vậy là cái tuổi 30 đâu còn xa nữa. Vài năm nữa thôi mình sẽ trở thành một chị cán bộ già dặn đứng đắn. Nghĩ đến đó, mình thoáng thấy buồn. Tuổi xuân của mình đã qua đi trong lửa khói, chiến tranh, đã cướp mất hạnh phúc trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân? Ai lại không muốn sống sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở tuổi 20? Nhưng tuổi 20 của thời đại này đã phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có. Ước mơ bây giờ là đánh giặc Mỹ, là độc lập, tự do của đất nước. Từ ước mơ đó mới có được những gì gọi là của riêng mình. Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến, và tuổi trẻ đi giữa những tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường. Tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt. Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình. Một đôi mắt đen thâm quầng vì thức đêm, nhưng bao giờ đến với mình cũng là niềm vui và sôi nổi. Một đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài cũng vậy, bao giờ cũng đến với mình tha thiết tin yêu. Và đôi mắt tinh ranh của một người bạn gái nhìn mình như hiểu hết, như trao hết niềm tin. Thùy ơi, đó phải chăng là hạnh phúc mà chỉ Thùy mới có được hưởng mà thôi. Hãy vui đi, hãy giữ trọn trong lòng niềm mơ ước mà để màu xanh của tuổi trẻ ngời rạng mãi trong đôi mắt và nụ cười nghe Thùy. Ngày 2 tháng 1 năm 70, lớn rồi mà sao Thùy vẫn là cô bé học sinh, năm nào cũng giận dỗi quay đi khi mà còn biết bao nhiêu điều chưa nói hết. Mình vẫn là cô bé Thùy, đũng nịu trong chiếc nôi tình cảm. Tình thương của mọi người thân yêu của mình là chiếc nôi mềm ru mình trong giấc mơ của tuổi trẻ. Bao giờ mình mới hết đòi hỏi cuộc đời phải chiều chuộng mình? Bao giờ mình mới biết nhẫn nại như những người mẹ hiền, vợ đảm? Vợ đảm cam chịu mọi đắng cay về mọi mặt để gia đình êm ấm. Mình thì không được như vậy. Mình chỉ có thể cam chịu mọi nỗi khổ về vật chất dành cho người thân, nhưng tinh thần thì mình phải là kẻ được ưu tiên. Ngày 3 tháng 1 năm 70, cũng trên con đường này, ngày xưa khi chia tay, em đưa mình lên mãi gần núi. Bây giờ cũng vẫn là em, vẫn tình thương tha thiết nóng bỏng và nặng trĩu lo âu. Nhưng em cũng chỉ có thể nói với chị bằng vài câu nói khô khan rồi chia tay chị. Trời tối đen như mực và mưa như chút nước. Chị đi giữa đêm mưa không nhớ đường lên lạc nữa. Không trách em, nhưng sao thấy tủi thân lạ lùng. Chị biết rằng trong cuộc họp ý nghĩa, em đã bao lần
theo từng bước chân chị run rẩy bước giữa con đường lầy lội. Chị biết rằng em không thể tập trung mỗi khi nghe tiếng pháo nổ dọc theo đường chị đi. Nhưng buồn biết mấy hở em, sao ta lại không thể cùng đi như những ngày xưa. Em ơi, dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy, hãy rèn giũa cho tình thương sáng ngời như ngọc quý, đừng để thêm một vết nhơ nào trong đó nghe em. Chị em mình sẽ dũng cảm trong mọi gian nan, hãy bình tĩnh sáng suốt trong mọi tình huống, quyết bảo vệ đến cùng tình thương trong trắng thiêng liêng cho đến trọn đời. Gặp lại anh giữa đám đông người, không thể nói cùng anh được gì cả. Anh Năm ơi, sao tình thương không bao giờ được trọn vẹn giữa chiến trường lửa khói này phải không anh? Nhớ đêm nào trong buổi chia tay, anh cầm bàn tay em và cũng chỉ nói được rằng ở nhà cảnh sát nghe em. Em nhìn đôi mắt anh, biết anh dặn em những gì rồi đó. Lại chia tay, ôi sao lúc nào cũng chỉ là chia tay, lo âu và thương nhớ. Đi đi, người anh trai thân thiết, người đồng chí thân yêu đã dìu dắt tôi qua những chặng đường gian khổ. Mong ngày gặp lại anh. Em nghe nói anh nghe tâm tình của đứa em gái mà anh đã chọn tình thương yêu độc nhất, duy nhất của một người anh cho nó. Ngày 6 tháng 1 năm 70. Công việc bộn bề làm mình đau đầu, hay còn gì một việc gì nữa? Việc gì mà cảm thấy không thoải mái trong lòng? Viên ngọc quý trong tay mình đã để rớt xuống đất. Dù có lượm lên màu sắc, nó cũng không còn long lanh nữa. Dù chưa vỡ, nhưng nó đã xước mất rồi. Đáng buồn biết mấy hở Thủy. Thủy ơi, xin Thủy hãy làm như lời khuyên của Mùi, người đồng chí yêu thương. Phải kiên định, thiếu kiên định dù chỉ một phút cũng có thể gây cho mình những ân hận về ba hậu quả không sao lường trước. Hãy rèn giũa phẩm chất của một người đảng viên nghe Thủy. Cuộc đời Thùy là một cuốn sổ, những dòng chữ ghi trên đó đẹp như một bài ca nhỏ. Xin Thùy hãy ghi tiếp những dòng xứng đáng. Hãy hứa trước tòa án lương tâm đi Thùy nhé. Thùy sẽ giữ tròn tất cả những gì cao quý của một người đảng viên, của một người trí thức xã hội chủ nghĩa. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Mùi hỏi Thùy, anh có phải là Vũ Khiêm không khi Thùy là Hương Giang? Biết trả lời sao đây, chiến tranh đã cướp của Thùy mọi ước mơ về tình yêu. Thùy không muốn và cũng không thể nghĩ đến nó, bởi vì cuộc sống quanh Thùy không cho phép. Cho nên, Mùi hãy đi đi, theo tiếng gọi của chiến trường, và Thùy ở lại, cũng là tất cả cho chiến trường. Hẹn ngày sum họp, sẽ nói sau nghe người đồng chí yêu thương. Ngày 7 tháng 1 năm 70. Tôi đứng đây giữa núi rừng lộng gió, mưa đan dày trùm cả rừng cây. Nghe gió mùa đông bắc thổi về đây, lòng bỗng thấy nhớ thương da diết. Ơi những người thân yêu ở nơi xa có biết tôi nghĩ gì trong giá lạnh chiều nay. Chiều nay ai đi giữa rừng cây, trên những con đường thanh thang của trái tim tổ quốc. Ai đi giữa công viên Thống Nhất, nhìn bóng dừa nghĩ đến miền Nam và những bóng hình tha thiết yêu thương bỗng đang về đây giữa lòng Hà Nội. Như những đêm nào Hồ Gươm dạ hội, vai kề vai vui đón xuân sang. Chiều nay giữa đỉnh Trường Sơn, người giải phóng quân trên đường ra trận tuyến, có nghĩ gì chăng hỡi người thương mến, khi nhìn về dãy núi phương Nam, sóng biển xa huỳnh vẫn mặn nhớ thương, vẫn dạt dào đêm ngày vẫy gọi, vẫn chờ anh với chiến công trái lọi. Và hẹn ngày đất nước yên vui, ta lại cùng nhau tay nắm trong tay, đi đón mùa xuân giữa niềm hạnh phúc. Chiều nay, trong căn nhà giữa xóm thôn quen thuộc, ai nghĩ gì mà đôi mắt long lanh, mưa nắng day dầu trên mái tóc còn xanh, vẫn không phai trong lòng tình thương cao đẹp nhất. Có những đêm dài trên đường công tác, lòng bồi hồi khi trở lại đường xưa.
cũng đường này ta đã tiễn đưa. Trong những buổi chia tay nặng tình ruột thịt, ai biết chăng dù ta có chết cho ngày mai cho đất nước tự do, thì trong ta vẫn chọn niềm mơ và trọn vẹn cả tình thương tha thiết chung thủy. Chiều nay trong nghìn suy nghĩ, ai khẽ hở dài khoáng nét lo âu, ta thấy rồi trong những thâu đêm một đôi mắt đen vẫn còn chưa nghỉ. Ai lo cho đồng bào anh em đồng chí, ai đau lòng khi bom đạn còn rơi. Ôi những người thân thiết của tôi ơi, giữa chiều nay tôi bay về sum họp, tôi hôn những người thân và lệ tràn trong mắt, giọt lệ chảy dài thấm mặn yêu thương. Đường đi bao nỗi gian nan, bàn chân đội xuống băng ngàn ta đi, trong gai nào có xá gì, mắt nhìn vẫn một hướng về ngày mai. Và ai có biết chăng ai, tình thương đã chắp cánh dài cho ta. Ngày 8 tháng 1 năm 70, Chỉnh Huấn Đảng. Thấy sai lầm của đồng chí mà mình dùng mình. Đừng bao giờ nghe Thủy, đừng bao giờ để chi bộ phải có những cuộc họp kiểm điểm như vậy đối với Thủy. Chiều nay, ngồi trên chiếc sạp phòng mổ, mình bỗng nhớ đến Liên. Ở đây, Liên đã sống và đã chết. Mộ Liên chôn trên đỉnh đồi, mình cũng chưa đến thăm, nhưng mỗi lần đến căn phòng này mình lại nhớ đến Liên. Cuộc sống thật là ngắn ngủi, nhưng một ngày qua phải là một ngày xứng đáng. Đừng để ai đó khi kể lại lịch sử đời mình có những tiếng chê bai. Ngày 9 tháng 1 năm 70, nhớ em là một người thân, là một người thân, là một người đồng chí, là đứa em thân yêu hay một người xa lạ, nên nói thế nào đây nhỉ? Một chùm hoa vạn thọ và một nhánh hoa mai nở trên màu tươi thắm trong ánh nắng ban mai. Cuộc đời rồi sẽ xa thao, hở Thủy ơi. Ngày 10 tháng 1 năm 70, đại hội chi bộ, trong ba đồng chí chi ủy mới có mình. Mình không ngờ, bởi vì buổi tuổi đảng thật là quá non trẻ. Nhưng thực ra trong cuộc cách mạng này, người ta lớn lên như phù đổng thiên vương, và mình cũng đã lớn lên trong sự lớn mạnh đó. Bước đường đi còn trăm nghìn gian khổ, Trúc Thủy vững bước đi lên, đạp bằng mọi trở lực để xứng đáng trở thành một đảng viên chân chính nhất. Ngày 12 tháng 1 năm 70, những ngày sống bên em nặng những suy nghĩ, không nói thì cũng thấy khó, mà nói thì biết nói gì. Điều nào cần nói nhưng cũng đã nói rồi. Ôi, chị biết nói gì đây khi mà cuộc sống tính bằng giây bằng phút. Chị không muốn nghĩ xa, chỉ muốn nói những điều trước mắt. Điều đó là một phút sống phải là một phút vinh dự. Trước mắt ta ngàn vạn chông gai, mong em hãy giữ tròn tình thương tha thiết, lấy đó làm nguồn động viên, làm chỗ dựa cho cuộc sống nghe em. Ngày 13 tháng 1 năm 70, vậy là Mờ đã ra đi. Không thể nào mình lại nghĩ sự việc lại như bây giờ. 8 năm về trước, dưới rặng cây trên con đường cũ, mình tiễn Mờ đi Nam. Không một lời hứa hẹn, không một giọt nước mắt trong buổi chia tay. Để rồi suốt 5 năm sau, mình dành trọn tình yêu tha thiết chung thủy cho người giải phóng quân ấy. Và mình đã lên đường vào Nam theo tiếng gọi của Tổ quốc và tình yêu. Mình đã gặp lại Mờ. Ai cũng tưởng rằng hạnh phúc đó không có gì sánh được. Nhưng cuộc đời thật lắm nỗi éo le. Khi xa nhau, mình đã thiết tha thầm gọi tên Mờ trong từng giây từng phút. Nhưng khi gặp nhau, mình đã để cho lòng tự ái ngự trị lên trên tình yêu. Mờ không phải là của riêng mình. Đằng dành, Mờ chỉ dành tình yêu cao nhất cho đảng, cho nhân dân. Nhưng nếu để cho mình quá ít yêu thương thì không thể đáp ứng với trái tim sôi nổi yêu thương của mình. Mình không hề đòi hỏi phải gần nhau, phải cưới nhau, mà chỉ cần rằng giữa những bom rơi đạt lạc, giữa những lửa khói chiến trường, tình yêu vẫn sáng ngời rực rỡ. Mở đã không làm được như vậy, và mình đã bắt con tim mình phải quên đi những gì đã nuôi sống nó trong hơn 10 năm nay. Mình quả đúng như lời Thủy nhận, Mờ nhận định,
Thủy có tình yêu đắm say mãnh liệt thủy chung và nhiều tự trọng. 3 năm qua, hai đứa chỉ gặp nhau 2 lần. Mình và Mờ đều cảm thấy buồn khi nghĩ đến tình yêu. Lỗi tại ai? Tại mình hay tại Mờ? Không ai trả lời được. Ai cũng bàn luận và góp ý cho cả hai đứa mình. Người thì khuyên mình không phải cần thiết tiếp tục yêu một người không xứng đáng trong tình yêu với mình. Một số người khác hiểu Mờ hơn thì cố khuyên mình đừng tự ái để trở lại với nhau. Nhưng hai đứa chỉ cười trước tất cả mọi ý kiến. Không ai hiểu nổi tình yêu của hai đứa đâu. Và để giải quyết được cũng không một ý kiến nào ngoài hai ý kiến của hai đứa. Bây giờ Mở ra đi không gặp Tùy. Như lá thư Mở viết lại, sự sống của tình yêu không cần sự có mặt của nhau. Dù ở Nam hay Bắc, dù là gần nhau hay cách xa ngàn dặm, đường nắng mưa cát bỏng, ở đâu anh cũng vẫn là anh của 8 năm qua và nhiều hơn nữa. Để mà yêu em tha thiết, hãy sống với nhau như một người thân yêu nhất trên đời. Quyền quyết định là hoàn toàn do em. Cách giải quyết đó cũng được. Ở đây mình cũng sẽ dành trọn cuộc sống cho chiến đấu và công tác. Không thể nào có tình yêu nào được. Và Mờ ở đó chắc cũng không thể nào có được một tình yêu chân chính khi nghĩ đến ai khác ngoài mình. Cuộc đời đã dành cho ta một đoạn đường như vậy thì hãy dáng mà đi. Bao giờ gặp lại nhau hãy nói tiếp đến tương lai. Chúc Mờ, người đồng chí yêu thương lên đường bình an. Gửi theo Mờ, ngàn vạn nhớ thương. Tình nhớ thương của một người bạn và một người đồng chí. Ngày 15 tháng 1 năm 70, chiều mưa giữa đồng Dăm. Trở lại đồng Dăm, mình đã tạm biệt nơi đây ngày 28 tháng 4 năm 69, khi mà bệnh xá bị địch tập kích vào. Hôm nay trở lại nhìn những nền nhà sụp đổ, ngổn ngang thân cây cháy, lòng mình tràn ngập xót thương. Nơi đây đã ủ ấp biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong đời cách mạng của mình. Nơi đây đã kết nạp mình dưới cờ đảng sau bao ngày phấn đấu gian khổ. Nơi đây đã rèn luyện mình từ một sinh viên mới ra trường trở thành một cán bộ lãnh đạo có ít nhiều thành tích trong công tác. Nơi đây đã nảy sinh tình chị em cao quý thiết tha, mối tình đã nâng mình đi vững bước qua đại ngàn vạn chông gai trong cuộc đời. Dòng suối này một buổi trưa nào mình đứng chờ em, gốc cây này mình đã ngồi cùng em sau những ngày xa cách. Bao nhiêu kỷ niệm lần lượt hiện ra trong óc mình. Giặc đã cướp của mình 2 quyển nhật ký, tuy đã mất những trang sổ vô giá đó, nhưng còn một quyển sổ quý hơn cả. Đó là bộ óc của mình. Nó sẽ ghi lại toàn bộ những điều đó đã tiếp thu trong cuộc sống. Ngày 19 tháng 1 năm 70, cảm ơn anh, người đồng chí thân thương. Anh đã đến với em bằng tình thương chân thành ruột thịt. Cuộc đời thật phức tạp, không biết ở sao cho vừa lòng người tất cả được. Cũng như anh đã nói, đó là lẽ tất nhiên. Em không bao giờ bi quan khi gặp những trở ngại trong bước đường đi lên của mình. Như bao lần em đã nói, cuộc sống là một bức tranh đủ màu sắc. Bên các màu chủ đạo là màu đỏ của chiến thắng, màu xanh là của ước mơ, vẫn có thêm màu đen tăng tóc và màu xám lạnh lùng nham hiểm. Dù sao em vẫn yêu cuộc sống. Cuộc sống của những người cách mạng tha thiết tình thường và cháy bỏng niềm tin vào sức mạnh của mình. Anh Năm thân thương, anh tin em chứ? Tin ở đứa em gái của anh nghe anh. Ngày 21 tháng 1 năm 70, mình tự thấy mấy bữa nay mình có những bực mình khá vô lý. Xuất phát từ đâu, anh em và cả chính mình đều thấy khó chịu. Không thể như vậy được đâu Thủy ơi. Thủy hãy nghiêm khắc với mình, rèn luyện Thủy thành người biết nhường nhịn người nhỏ hơn, thành một người em ngoan ngoãn dịu hiền, làm một cán bộ có trách nhiệm, hiểu ý quần chúng và biết đặt quyền lợi chung hơn tất cả. Phải khiêm tốn, uy tín là mọi người mang đến cho mình bởi sự mến phục, chứ không phải mình tự gắn cho mình được. Mong Thủy hãy nghiêm khắc khắc phục những thiếu sót trên. Ngày 22 tháng 1 năm 70,
chiều vắng, nơi hóc bầu, lớp chuyên khoa của Phủ Cường đã về để trả lại ngôi nhà trống trải vắng lặng bóng người. Mình trở lại đây không thể giấu được nỗi buồn trước cảnh vắng vẻ này. Vì những người nhớ thương Thủy, chắc rằng trong những người trở về cũng có những người bùi ngùi chia tay nơi đây. Ôi, tình cảm bao giờ cũng căng mọng trong trái tim Thủy. Ngày 24 tháng 1 năm 70, đêm lạnh vì những hạt sương tê buốt, trăng sáng như gương, cái lạnh cũng như những lưỡi dao nhỏ khẽ châm vào da thịt, dù mỏng không đủ thấm làm mình run lên khe khẽ. Cái lạnh làm mình thao thức và hình như còn có một tình tương sôi nổi của tràn ngập trong lòng mình. Mình nghe hơi thở người đồng chí thân yêu ấm bên tai và nghe trái tim họ đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cuộc chiến đấu này trăm nghìn gian khổ. Hôm qua trên đường mình đi, dấu giày giặc còn mới bên xác một người bộ đội ngã bên đường chưa chôn, và những sợi gây mìn gài mặc còn răng đầy trên đường đi. Bọn mình qua đèo ải giữa một thời gian trống, địch mới vừa đi qua và lát nữa nó lại trở lại phục kích. Cái chết quá gần gũi và giản đơn, cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt? Đó phải chăng là tình nhân ái giữa những con người? Đó phải chăng là niềm mơ ước ở ngày mai vẫn còn cháy bỏng trong mình và những người đồng đội? Có phải vậy không hỡi người đồng chí yêu thương?